Gia đình chị Tần Lai Mầy ở thôn Lũng Pô phải đợi vài tháng nữa mới được thu hoạch nương sắn 1,8 hectare. Còn bây giờ nguồn thu chính của cả nhà là từ tìm việc làm thuê ở trong vùng. Thời gian qua giá xăng dầu tăng khiến các mặt hàng từ tiêu dùng tới vật tư sản xuất đều tăng. Là hộ nghèo, chị Mầy thiếu vốn để đầu tư vào sản xuất. Không có nhiều nguồn thu nên chi tiêu trong gia đình dù dè sẻn hết mức vẫn bị thiếu hụt. Đi làm đi lại cái gì cũng xăng hết, nhưng mà mình ăn thì mua thức ăn thì cứ xa chợ mà mua, bây giờ nó lại nóng quá, lại trồng cái gì lại không lên được, lại chết hết, lại không có gì mà ăn, rau xanh cũng phải mua, cái gì cũng phải mua ra, còn năm nay còn không rau mua gì ra nào, chỉ là thức được ngay đi chợ như này. Còn với gia đình có 4 người của anh Vàng Láo Tà, nếu như năm ngoái ngoài chi tiêu sinh hoạt lo cho các con ăn học, anh vẫn dành được chút tiền để đầu tư mở rộng chăn nuôi trồng trọt. Còn năm nay, giá phân bón, giá thức ăn chăn nuôi, giống thóc ngô đều tăng cao. Không đủ lực để đầu tư cho sản xuất, anh Tà còn phải tính toán thắt chặt chi tiêu từng ngày. Năm ngoái giờ xong, mình đổ đầy bình thì đi được một tuần thì đã hết 120. Nhưng năm trước, năm ngoái thì mình chỉ đổ 60.000. đến 70.000 thôi, mình cũng đi được một tuần. Năm nay thì mình cũng tiết kiệm mà không được đi như năm ngoái, thoải mái rồi. Hiện xã A Mú Xung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai đang có 350 hộ nghèo. Nếu như phải tiếp tục đối diện với những đợt tăng giá của tất cả các mặt hàng từ việc tăng giá xăng dầu liên tiếp vừa qua, có lẽ số hộ nghèo sẽ còn tăng hơn. Thì bây giờ mà cứ đà tăng như thế thì chắc là mọi người dân ai cũng không có đủ điều kiện để mua xăng đi lại và không có đủ tiền để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, chắc phải giảm đi rất nhiều. Nên ăn uống đôi lúc có thể chỉ ăn rau xanh không thôi, không có đủ tiền để mua thịt ăn. Trước nguy cơ lạm phát sẽ còn tiếp tục do những tác động tiêu cực của tình hình thế giới, trong khi chờ những chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền và chính từng hộ dân cần có những giải pháp cụ thể để giảm thiểu ảnh hưởng từ làn sóng tăng giá như đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo việc làm, tự chủ nguồn rau xanh hay thực phẩm.